Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, sáng ngày hôm nay, Bộ Công an cho biết đây là vụ án lớn. Đặc biệt, Nguyễn Văn Hậu khai chuyển tiền cho nhiều người, trong đó riêng Đặng Trung Hoành ở Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là 64 tỷ đồng. Qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo về một dạng tội phạm mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng chức vụ C03 Bộ Công an cho biết, trong vụ án này, ngoài Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một số quan chức địa phương, gồm cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long Đặng Trung Hoành. Lãnh đạo các đơn vị, Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn và gây áp lực ép một số bị can là nguyên là ủy viên ban thường vụ, thậm chí là thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Và để làm được cái việc này đấy, thì Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện. Thì Bộ Công an là coi cái hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng mới và không chỉ là gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cơ sở. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, C03 vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn E-Group và công ty cổ phần đầu tư và phân phối E-Game có địa chỉ tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cùng với đó là bắt tạm giam hai đối tượng. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một là Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game. Thứ hai là Đặng Văn Hiền, Trưởng ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra một cách triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Cũng tại buổi họp báo, Bộ Công an cho biết trong quý 1 năm nay, công an nhiều địa phương đơn vị lập chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn xuyên quốc gia, tổ chức điều tra triệt phá nhiều vụ án phức tạp. Hầu hết các loại tội phạm giảm mạnh so với quý 1 năm ngoái.